tay chị nếm lại. Làm không có cua khô mà nếm theo miệng quen luôn. Rồi, một cái này mình đem qua phần mình đi làm thịt luôn. Bánh nha cả nhà. Này là gì mà léo à. Đây là tôm xay. Tôm xay nhuyễn. Ở đây học làm hai loại bánh. À, đang chuẩn bị khâu nguyên liệu. Hấp lên cho nóng chén. Làm coi cô chế. Đó, ngang đó thôi nha. Vâng. Rồi làm đi. Ui, cái này con làm được cô ạ. Rồi. Làm đi. À, Phương chào cả nhà đi. Dạ, chị bà cô. Có chén hơi đầy rồi nha cưng. Không cần. Đây quá. Nắp lại. Đây, nắp lại. Đây, chị bánh nha. Đây nè. Nha, một điều nha. Thì lưu ý, mọi người lưu ý nè. Bánh đậm á, là mình làm cái phần bột có nhiều hơn bánh lá. Còn cái bánh lá là vì mình phải cuộn tròn lại, do đó mình phải làm một khoảng nên mình phải cuộn nguyên. Còn bánh đậm là rẻ như vậy. Mong manh nó dễ vỡ không? Đầu bếp Tâm chuẩn bị gói bánh cả nhà. Đổ cái giữa cái lá thì nó đều hiểu không? Cái miếng bột ở đây, miếng bột rồi đó. Nó dài, em ăn cái bánh gì à? Nhiều bột. Yeah. Bánh nặng nhiều bột, bánh lá nhiều bột. Để cái dầu cho nhúng cái muỗng cho đừng có dính. Nhỏ múc ấy. Không?
đúng rồi vậy đó, không được cấp xuống nè, đúng rồi. Rồi ok. Wow. Đây là bánh này chính nè các bạn, không mình bỏ cái tôm lên. Chính nó bỏ tôm lên là ok. Đúng thời gian chưa? Đúng rồi. Rồi. Nó bị hơi nước không? Hơi nước có xuống nhiều quá ra. Anh được rồi, mình không mực. Đều đây nè, đó ngay đường giữa này nè. Mà nhiều bột thì ngon chứ, có nhiều bột còn nhiều ngon gì đâu. Thank you.